Rồi, khôi. Không đàn không thua.
cuốn lại, trong đó nó phát rồi em muốn nổi cái tánh đi ra. Đúng rồi, cháy cháy rồi. Xem cầm sao nó bị vậy? Nói gì à? Bà nói gì bà Ngà Vũ? Ba làm xong hết rồi người ta mới like đó bà. Chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó đó, thấy không? Kéo được mà, thấy chưa, thấy chưa? Thánh hôm nào nó dũng qua là chụp đi.
Quay đồ ăn cái cho nó hấp dẫn á. Đó quá trời nha, cái này là bánh mì, bánh bao, heo quay, nghêu hấp, nghêu hấp thái, thái mực, thấp gừng, tôm khô hủ tiếu nè. Dịch quay Bắc Kinh. Bắc Kinh gì đó. Ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa, ốc len xào dừa. Đó. Mực bắt tay trứng muối. Mực sao đây? Tép luôn ăn nè. Quay bánh hỏi. Đó quá trời đồ luôn nè. Quay bánh hỏi. Kiểu này là chắc lên đi với kiểu này chắc đi với xăng á. Sớm á đi sớm. Đi với xăng sớm á, đi với xăng sớm á. Rồi nè giờ giờ chị Phi Bủ nè. Chào Facebook đi chị Bố. Lại nghe. Chị Thu Võ. Anh Dũng đập chai. Tâm Bùi. Quyền Nga. Còn này là là cô tua đó chị ba Diệp Hạ nè, bây giờ mình đồng nói lên nè, thank you, cảm ơn nhà hôm nhớ rồi chị Long Phan Vi Vu khoảng lặng khoảng lặng. Bảy giờ đến 8 giờ anh Thái sẽ đến. Bây giờ tạm thời là anh Thái đang chăm mẹ trong bệnh viện. Anh Thái là một Kiều Liên sống.